Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị một cuối tuần thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình đồng hành ủng hộ cho Hồng Ni và Hồng Loan, cô con gái ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh xuyên suốt hơn một năm qua. Hôm nay tự nhiên trong lòng của mình nó lắng động lại một chút xíu và nó hơi xao xuyến khi xem lại những hình ảnh ngày xưa khi Ni còn ở bên Hồng Loan và những người chưa có quay xe, những người cho rằng mình sẽ đến với lại cái drama này bằng một cái trái tim nồng ấm, một tình yêu thương vô tận. Nhưng cái gì cũng vậy phải không các bạn ha? Vật đổi thì sao dời. Nhưng có những thứ nó sẽ tồn tại mãi mãi, đó là cái tình cảm của con người, nhất là những con người chân chính. Ni đến với lại cái drama này qua lời giới thiệu của Xuyên. Xuyên suốt hơn một năm qua rồi, từ cái ngày tháng 5 hồi năm ngoái, phải không các bạn ha? Ni đến với lại Hồng Loan. Thương tích thì đầy mình, thị phi thì cũng rất nhiều. Có những tháng ngày hình như cô gái này cố gắng mạnh mẽ thôi, nhưng cũng phải cần có một bờ vai ở đâu đó. Có những giọt nước mắt mà chúng ta không thể thấy vì cô ấy không thể mềm yếu, không thể nũng nịu, không thể thùy mị để cho bên kia có thể tấn công cô ấy bằng những cái cảm tình của con người. Tuy ở ngoài tỏ ra mạnh mẽ đanh thép, nhưng thật ra cô ấy rất là tình cảm. Có đôi lúc cũng có phần yếu đuối trong đó. Ngày 28 tây sắp tới đây tại tòa án ở Kuala Lumpur thì Hồng Ni sẽ ra tòa, và tôi tin chắc rằng sẽ trắng án cái vụ này. Dĩ nhiên những người hãm hại Ni, họ đã lên một cái kế hoạch đâu đó sẵn sàng chờ khi Ni về tới Mã Lai, và họ đã đâm những cái lá đơn tố cáo về những cái chuyện trong quá khứ. Nhưng chúng ta đã biết là cái gì rồi. Cũng chỉ vì đi giúp người, chỉ vì muốn đi lấy lại công lý và công đạo cho những người bị cái cô Trần Thị Ngọc Hường, một tội phạm bị truy nã đang trốn ở Mã Lai, đã lừa gạt chiếm đoạt tài sản biết bao nhiêu người. Thì tôi thử hỏi các bạn, Ni có tội gì không? Cái tội của Ni là cái tội nhiều chuyện. Cái tội của Ni là nhiều chuyện đi giúp người, giúp những người Việt Nam, những ngư dân ở Việt Nam. Mua vé máy bay cho họ về Việt Nam, mua điện thoại cho họ để liên lạc với lại người thân. Ni Ni nhiều chuyện đi giúp những người đã bị cái cô Ngọc Hương lừa gạt chiếm đoạt tài sản. Đó. Đó là cái tội của Ni đó. Tội nhiều chuyện nè. Để xen vào, để chỉ điểm và lấy tất cả những cái thứ mà cái người tội phạm này đây lừa gạt người Việt Nam của chúng ta. Tội của Ni là chỉ thế đó. Tội của Ni là về Việt Nam theo lời giới thiệu của Trương Bảo Xuyên để giúp đỡ cho cô công chúa, con gái ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, khi đó chỉ một mình thân cô thế cô, không tiền, không bạc, không có ai có thể đứng ngoài sau lưng để ủng hộ cho cô ấy bằng việc pháp lý. Bên cô em họ của Hồng Loan biết thế, cho nên là mướn luật sư nè, dùng truyền thông nè để áp đảo, để có thể đồng sở hữu căn nhà, để có thể lấy đi tất cả những tài sản gì của cố nghệ sĩ để lại cho con gái của mình. Âm mưu một cái thước phim, một cái kịch bản họ đã lên sẵn rồi, khi mà họ mới vừa đặt cái bàn chân vào cái ngôi nhà số 5 Đoạn Thị Điểm, phải không các bạn?
những con người âm mưu quỷ kế lên trên mạng, dùng truyền thông để đẩy con gái người ta ra, muốn hủy cái nhân thân của người ta. Cho đến bây giờ họ vẫn chưa hối hận khi mà ăn chặn tiền phúng điếu và ăn chặn tiền quyên góp biết bao nhiêu tiền. Tôi cho rằng hơn 10 tỷ. Nhìn cái số tiền vàng và số tiền ngoại tệ ở trong phòng của cô Hồng Phượng khi đến đó, cùng với thử pháp lại, lấy ra đếm, tốn biết bao nhiêu thời gian. Và giấu rất nhiều nơi thì quý vị cũng biết rồi ha. Vậy mà gần đây cô Sáu Bào lên trên mạng than vang khóc lóc như là ức ức lắm, như bị Hồng Loan đuổi ra khỏi nhà, bị Hồng Loan chiếm lấy tài sản của họ vậy. Còn hãnh diện với cái tên Sáu Bào và Bảy Báo, cô ấy nói rằng cố nghệ sĩ vui lắm khi trả nợ giùm cho em Út. Tôi muốn hỏi một câu, nếu mà bà trong hoàn cảnh đó, bà trả nợ cho người khác, bà trả nợ giùm cho Thành Mỹ, Bùm Bùm hay Hồng Loan, hay là bà trả nợ giùm cho ông Bảy Báo đi, bà có vui hay không? Thay vì số tiền bà làm ra được bà để dành cho Hồng Phượng, con của bà và cháu của bà, nhưng mà bây giờ phải trả nợ cho ông Bảy Báo hoặc là trả nợ cho những đứa cháu khác, bà có vui hay không? Có vui hay không? Đụng một chút đem hình ảnh của cố nghệ sĩ ra để kêu gọi quyên góp. Đụng một chút xíu đám dỗ cũng đem hình cố nghệ sĩ ra để lừa gạt khán giả, ăn mày khán giả từ quá khứ cho tới hiện tại và tương lai. Cái đám dỗ của cha mình thôi cũng không làm được, cũng phải lại tới nhà của cô Ô Sinh Kim Nga làm, để đánh động lòng thương hại của khán giả rằng nhà trọ không có chỗ để làm. Bây giờ bà ở chuồng heo bà cũng làm được nữa, chứ đừng nói chi nhà trọ nếu mà bà có tấm lòng. Tiền bạc thì ăn chặn hết, mà nợ trần gian thì bắt con người ta trả. Hồng Loan phải trả nợ từng đám tang một, đám dỗ của ông nội, bà nội, đám dỗ của bác Tư. Hồng Loan đều lo tất tường tật hết, lo luôn cả về ở dưới kia rồi dắp để tìm mua lại căn từ đường mà bà đã đang tâm bán cho người ta để cho nhà ngân hàng phát mãi. Trong khi đó bà dành căn nhà số 5 mà đòi làm từ đường, trong khi Hồng Loan thì đi tìm căn nhà từ đường để mua lại, có thể là để cho Thành Mỹ ở, để cho cha mình vui lòng nơi chín suối. Bà dành tài sản của người ta rồi bà nói làm từ đường, không dám đâu. Đưa tay qua bà kể như là xong ngay liền, không các bạn ha. Cũng may là có Hồng Ni, cũng giống như một người mẹ kiếp trước, một người mẹ từ trên trời rơi xuống, giống như là một người mẹ từ trong truyện cổ tích đến để giúp cho cô công chúa này. Qua những hình ảnh này thì chúng ta thấy rằng tôi rất xúc động. Như là một người mẹ vậy đó, đến với Hồng Loan, chăm chút, lo cho cô ấy từng chút một, từng chút một, từng kinh tế, pháp lý, đi đứng, rồi lo luôn cả cái công ăn việc làm của giùm Hồng Loan. Không bao giờ tính toán với em mình, nói là chị cũng được, người mẹ trong chuyện cổ tích cũng được, lúc nào cũng lo lắng cho đứa em này hết. Phải nói thật sự, nó giống như là một cái câu chuyện cổ tích vậy các bạn. Đúng người và đúng thời điểm. Nếu cuộc đời này cái gì cũng mặc định khoác lên mình những thứ xấu xa, nghi ngờ giả thuyết, vậy thì tại sao cây táo lại nở hoa? Có lẽ trong đời, mỗi người lại có những định nghĩa về những điều lớn lao đối với bản thân mình khác nhau. Ở đây, mình chỉ đưa ra quan điểm cá nhân về những điều lớn lao trong cuộc đời của Hồng Loan. Đầu tiên là được làm con gái duy nhất của ông Hoàng Cải Lương. Thứ hai là được làm bạn đời của
của một người chồng hiền lành và thương vợ, đó là Hải. Thứ ba là được làm em gái của chị Ni. Người đời hay nói, may mắn sẽ không tự nhiên đến bất chợt hay từ trên trời rơi xuống với bất cứ ai, nếu họ không phải là người có tâm thiện lành. Tôi nghĩ chắc chắn là như vậy luôn. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại những lời bình luận nhé. Khi ông trời lấy đi của bạn một điều gì lớn lao, thì bằng một cách nào đó, một điều lớn lao khác sẽ trở lại với bạn. Điều cần làm là lòng tin và chờ đợi. Tháng 3, ông trời mang người cha thân yêu của em ấy đi thật là xa. Người dù em những bước chân tập tễnh từ lúc em tập đi, ngắm nhìn em mặc chiếc áo cô dâu và bước đi lên lễ đường hành hôn với Hải, và cuối cùng là cùng em bước những bước chân khó khăn và nặng nhọc từ bệnh viện về nhà những ngày cuối đời. Tháng 5, ông trời lại mang một người chị, người từ một nơi cách xa gần 6.000 cây số đến bên em trong thời điểm được xem là khó khăn và nhiều biến cố nhất trong đời. Khi bạn đang chơi với giữa dòng nước xoáy, bỗng có người đưa cánh tay và kéo bạn ra khỏi đó và nói với bạn rằng yên tâm, đã có chị đây rồi. Người ấy đến, vực em dậy, cùng em đi đến hết đoạn đường này đến địa điểm khác, cùng em đối đầu với hết người này với người khác, từ đơn kiện này qua đơn kiện khác, từ Sài Gòn đến Hà Nội, từ Việt Nam đến Úc xa xôi. Ở đâu có Hồng Loan, ở đó có Hồng Ni. Lâu dần, cộng đồng mạng đã quen với hình ảnh và xem đó là điều thân thuộc với họ. May mắn lớn nhất đến thời điểm này là Ni xuất hiện và đưa Hồng Loan đến một tầm cao mới. Bỏ qua các lùm xùm và rắc rối bủa vây, nếu chỉ nhìn vào một người bản lãnh, thì bà chị Ni thực sự bản lãnh và tự tin đấy chứ. Khi mọi thứ cứ tưởng đang yên nguôi, đang tàn cuộc, đợi chờ phiên tòa sắp tới, thì những gì gọi là mặt trái bỗng xuất hiện và tạo nên một drama mới. Mọi thứ bủa vây như bóp nghẹt cái ý chí của Loan. Mượn một câu kết sưu tầm, vạn người quen, có mấy người là bạn. Trầm là bạn, có mấy loại là thân. Giống như là trăm người là bạn, nhưng mà có mấy người là thân đó các bạn. Giống như cái này dựa vào trong một cái bài nhạc của Vũ Thành An ha. Chục người thân, liệu có mấy người là tốt? Một hai người tốt, liệu có được bền lâu hay không? Hãy an tâm, còn mọi người kiên định vẫn còn đấy, và Ni sẽ là người bảo vệ Hồng Loan từ trước cho đến nay. Bản lãnh quá trình và trải nghiệm, không phải từ trên trời rơi xuống, dù có gì cứ mạnh mẽ mà đối diện. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, kiếp nạn đến thì mình đón chả có sao cả đâu. Dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu để bảo vệ người bên cạnh không suy nghĩ đến bản thân của mình, đó là bản lĩnh. Cũng dám nghĩ, dám làm, cũng đương đầu, nhưng bảo vệ cái lợi chỉ vì bản thân mình, dù cho xấu xa cỡ nào và nó lặp đi lặp lại hoài, đó cũng chỉ là bản ngã mà thôi. Ông bà ta luôn đúng. Những người im lặng luôn đáng sợ. Những người bô bô cái miệng thì nó cứ như là bong bóng thổi phồng vậy. Bên trong sẽ chẳng có gì. Đặc biệt, nó sẽ nói, sẽ thổi phồng mọi thứ. Đến một ngày, nó lại tự tay nó làm xẹp đi cái quả bóng này, để lại sự hụt hẫng cho người mà nó đang giận. Mình thì quá quen với cái kiểu này. Nếu bạn tức giận theo những câu từ như thế này, thì bạn trúng kế rồi. Hãy tỉnh táo, nếu không sẽ bị giận và bị lú theo đấy các bạn ạ. Ai bô bô mỗi ngày thì dự đoán như thế nào? Cái gì dơ thì mình không nhắc. Cũng giống như tên Mã Tử Lùng, tên Thám Tử Lùng,
cứ bơ bô hàng ngày, rồi sẽ có một ngày cũng giống như là cô Hoa hậu Phương Lê cũng bơ bô hàng ngày, rồi cái kết như thế nào đắng lắm. Theo drama này, ngay từ đầu trước sau thì như vậy, mình không bao giờ quay xe giống như tôi vậy. Vạn người ghét thì có triệu người vẫn đang thương mình. Mình chờ họ ở điểm này, bạn chờ họ ở điểm khác. Thế là chúng ta cứ song song không gặp nhau ở nút giao. Thế là chúng ta có khác quan điểm. Vâng, đây là một bài viết được share ở trên Facebook, hình như là của bạn Như Quỳnh ha. Đối với mình cũng vậy, cứ thẳng một đường là đi. Hơn một năm qua rồi, tôi cùng với các bạn cũng như vậy, yêu thương Hồng Loan. Chúng ta lên tiếng ủng hộ cho cô ấy. Nói về bảo vệ thì chúng ta cũng chả có bảo vệ gì. Vì chúng ta chỉ là người thường, mỗi người có một cái kênh YouTube để ủng hộ bằng tiếng nói. Và chúng ta vạch ra những cái sai, những cái quấy, những cái mà ở phía bên kia gán ghép cho Hồng Loan cũng như Bùm Bùm cũng như Thành Mỹ gần đây, nhất là cái tên Phản Phúc Lùng. Hắn là chuyên môn dựng chuyện gây xáo trộn trong mạng xã hội, ngậm máu phun người. Còn một người nữa chuyên môn ném đá dấu tay, đó là cái cô Bông Hậu Phượng Lé. Họ cấu kết với nhau, họ dùng tiền đó các bạn, để thao túng. Đã có bằng chứng. Thám Tư Lùng nói, chị cứ trả tiền cho tôi và chốt kèo, tôi sẽ dùng truyền thông để hạ bệ ni và đánh phá vào việc kinh doanh của Hồng Loan như chị mong muốn. Rất là ác tâm, không các bạn? Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và xin chúc tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Nếu thấy thông tin hữu ích thì hãy bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong một video lần sau nhé.